Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Vậy, các người, giết ta đi, giết ta đi. Nhạc mẫu người mau đưa nhạc phụ vào trong nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho con là được rồi. Kim Trung, Kim Hối. Không tránh được việc tộc Kim thị các người diệt vong, mặc dù phải dựa vào người con rể xấu xa này. Tiếp sau để ta toàn quyền nói với các người vậy. Cũng không có gì có thể nói thêm, ký tên đi. Nhưng ngươi bất luận có ký hay không, hôm nay chúng ta nhất định phải đòi về đảo Vọng Nhai. Nếu ngươi ký tên rồi vậy thì giữ lại cho ngươi một phần thể diện, nếu không, tất cả người của tộc Kim thị ở đảo Vọng Nhai đều sẽ bị trục xuất. Vậy, ta vẫn là nên ký tên nhỉ, không thể không cần mặt mũi được. Ngươi, con mẹ nó, ký thật sao? Đúng rồi, hôm nay đến đòi nợ không chỉ có một nhà ẩn nguyên hội nhỉ. Đồ các ngươi muốn không chỉ có đảo Vọng Nhai, còn gì muốn ta ký nữa, lấy hết ra đây đi. Điên rồi sao? Não của hắn ta có vấn đề rồi. Còn chủ nợ khác đâu, ra đi. Món nợ này thuộc về gia chủ Mặc gia, nhưng anh ta đã chết một cách bi thảm không thể giải thích được. Người chết nhưng nợ không xóa, với tư cách là con rể của nhà họ Lâm, tôi có quyền đòi lại món nợ này cho anh ấy. Tôi muốn hỏi cô gia Thẩm Lãng, ngươi còn nhận ra món nợ này không? Đương nhiên nhận ra, không phải chỉ có 3.500 đồng vàng sao? Còn ai nữa, còn ai muốn đòi nợ? Kim Vũ dẫn quân tấn công Câu thị của tôi, nhưng toàn bộ quân đội đã bị tiêu diệt, anh ấy đã ký hiệp định đình chiến với thành Triều Nộ và hứa sẽ đồng ý bồi thường cho gia đình tôi 9.000 đồng vàng mỗi năm. Vốn dĩ còn muốn chờ thêm nửa tháng nữa, nhưng nhà các người không đầy một năm nữa cũng tuyệt tử rồi, thế nên vẫn còn tiền mà. Số nợ này, ngươi nhận hay không? Thật đẹp, nữ nhân trên đời hầu như không ai đẹp hơn cô ấy, chỉ cần được xếp hình một đêm chết cũng đáng lắm. Đáng tiếc nữ nhân ngon thế này lại bị thái tử điện hạ nhắm trúng, nhưng mà thanh kiếm vàng kia cũng không tồi. 9.000 đồng vàng đúng không? Nhận, đương nhiên nhận, còn ai nữa? 20 năm trước, cung điện của bá tước Huyền Vũ tấn công, tiêu diệt toàn bộ quân đội của Khâu Thiên Uy. Hắn muốn hỗ trợ quân đội nhưng không có tiền, Tiết gia chúng ta đã chủ động gửi 30.000 đồng vàng. Việc này không ghi giấy nợ, không biết cô gia Thẩm Lãng có biết không? Đúng là có việc này, có điều ngày đó số tiền này nợ Tiết gia rất rõ ràng, là cho, không phải mượn. Với cả, số tiền này căn bản không có cách nào báo đáp được một phần vạn ân tình mà Kim thị đối với Tiết gia. 20 năm trước là 30.000 đồng vàng, theo lãi suất tối thiểu cho các khoản vay dài hạn từ ẩn nguyên hội, tổng cộng 51.000 đồng vàng cần phải được trả lại. 3.000 năm, 9.000, 5 vạn 1, 6 vạn 3.500 đồng vàng. Chỉ có chút này phủ Huyền Vũ bá tước cũng phải có hơn 6 vạn 3.500 đồng vàng rồi, cô gia ngươi cũng thật lợi hại. Ở đây vẫn còn, đã cuối năm rồi, phủ Huyền Vũ bá tước vẫn chưa nộp thuế, vốn dĩ là 9.000 đồng vàng. Nhưng cộng thêm 10 năm thiếu thuế, tổng cộng là 2 vạn 7.000 đồng vàng. Hộ bộ thị lang, tiểu đệ hộ bộ thượng thư. Mỗi năm Việt quốc đều có một công trình, cần các quý tộc cùng nhau góp sức. Không thể cử người đi xa ngàn dặm để chiêu phái, vì thế quốc vương yêu cầu trực tiếp đưa tiền. Mấy chục năm nay, tiền dân phu không có con số chính xác, đại đa phần các quý tộc đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, không ai giao nộp. Chỉ có Kim Trác là người có tính ngay thẳng và mỗi năm đều giao nộp rõ ràng, nhưng điều này lại trở thành cái cớ, hộ bộ cho rằng số tiền này không đủ. Được đấy, đây là ép chúng tôi bán đất mà, không có đất đai, không có đảo Vọng Nhai. Phủ Huyền Vũ bá tước còn lại gì, dựa vào cái gì để nuôi sống tư quân? Được cứ coi như đây là số tiền nợ thứ năm.
còn chủ nợ nào nữa. Đừng trốn nữa, mau ký tên đi, mau giao ra đảo Vọng Nhai. Còn 10 vạn đồng vàng nhà các người cũng không kiếm được ở đâu nữa, mau bán đất đi. Vài mẫu ruộng bán vẫn không đủ, thì bán nhà, mượn tiền, đây là điều hiển nhiên. Bán ruộng đất đi, sau đó nữ tử mang thanh kiếm vàng đó, cũng có thể đáng giá 500 đồng vàng, giá trên trời đó ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Kim Thị nhất định phải mất đi đảo Vọng Nhai, mất đi vài vạn mẫu ruộng. Chỉ cần 80 vạn đồng vàng, Kim gia xong đời rồi, mấy thứ đồ của Kim gia đều sẽ là của ta. Thuế ở hai tỉnh Thiên Nam có thần cũng không nộp được, quá đã, lần này nhất định phải lấy được. Ký tên đi, chúng ta không có nhiều thời gian cho ngươi đâu. Ha ha. Ha 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 ha. Thẩm Lãng, ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ rằng xé nát tờ giấy đó có tác dụng sao? Không trả được tiền ta sẽ phái quân đến để đòi. Thư Đình Ngọc, ký cái đầu nhà ngươi. Câu Kiêu, bán mẹ ngươi đi mới đủ 13. Chỉ 800.000 vàng mà lại muốn dồn Kim gia của ta vào ngõ cụt, muốn chúng tôi giao đảo Vọng Nhai và muốn chúng ta bán đất đai do tổ tiên để lại. Y phục trị giá 500 đồng vàng. Để các ngươi mơ mộng xuân vậy. Thư Đình Ngọc ngây ngốc. Thư Bá Đào ngây ngốc tập 2. Tiết Bản ngây ngốc tập 3. Ngũ Nguyên Hóa ngây ngốc tập 4. Câu Kiêu ngây ngốc tập 5. Mấy người các ngươi đúng đó cho bố, đứng lên rồi thì không được động đậy, 80 vạn đồng vàng đúng không? Trả tiền. Quá đã, làm màu quá đã. Quá đã, đây là 80 vạn đồng vàng, thế mà có thể lấy ra được, ta nằm mơ sao? Thư Đình Ngọc, Tiết Bàn, Ngũ Nguyên Hóa, Câu Kiêu, chỗ này chắc chắn hơn 80 vạn đồng vàng, các ngươi từ từ đếm, sau đó tự chuyển đi nhé. Vừa đem ra vô số tiền vàng, vừa thao túng dư luận trong thiên hạ, không chỉ vì 70 vạn đồng vàng thôi sao? Cũng chỉ có ngần ấy thôi mà đòi sống đòi chết làm loạn tới Huyền Vũ Bá Tước Phủ, thật lực cười, các ngươi chỉ có chút này thôi sao? Cái gì mà chỉ có 70 vạn đồng vàng, ngươi biết đây là bao nhiêu tiền không? Ngươi có biết số tiền này dùng vào bao nhiêu việc không? Các ngươi ở đây công kích ta làm gì? Nói ta sống xa hoa, quần áo mặc tới 300 đồng vàng. Làm gì có chuyện đó? Các ngươi không được đổ oan cho ta. Y phục này rõ ràng có tới 500 đồng vàng. Với loại đồ này, ta chỉ mở miệng là có thể may đến 8 cái. Các ngươi thế mà nói chỉ hơn 300 đồng vàng. Các ngươi là coi thường cuộc sống của ta sao? Các ngươi còn công kích ta bữa cơm chỉ có 100 con cá. Nào có, rõ ràng mỗi bữa của ta có tới hàng vạn con, cả nửa cân trứng cá muối. Thứ Thẩm Lãng ta có là tiền, phủ Huyền Vũ Bá Tước ta có cũng là tiền, đừng nói 70 vạn, 80 vạn, cho là 100 vạn, 200 vạn đồng vàng đều có thể đem ra. Các vị chủ nợ, mau đem tiền của các người cút cho ta. Vương Thúc xin dừng bước, Thượng Thư Đại Nhân, Tổng Đốc Đại Nhân, Ngự Sử Đại Nhân, các người ở đây cũng đã thấy, phủ Huyền Vũ Bá Tước chúng tôi nợ Ẩn Nguyên Hội 70 vạn đồng vàng có phải đã trả sạch rồi không? Có phải là không có tranh chấp nợ lần gì nữa?
Tên xấu xa Thẩm Lãng này, thế mà không thèm đặt Lục Vương tử ta vào mắt. Dám không gọi tên ta. Lợi hại đó, lần trước trong trận giành Kim Sơn Đảo, hắn ta đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng. Nhưng có tài hoa thì có ích gì, vàng bạc thật sự mới là khó nhất, hơn 80 vạn đồng vàng lấy được ở đâu. Đúng vậy, phủ Huyền Vũ bá tước và ẩn nguyên hội từ giờ không còn liên quan nữa.